cũng để sáng rồi nha mọi người. Video này hôm nay thì sẽ quay quá trình một ngày sinh hoạt của Tiên vào 20 Tết ha. Trước tiên sẽ đánh răng rửa mặt ha. Đây nha mọi người, giờ Tiên sẽ súc miệng rửa mặt để làm công việc 20 Tết tiếp theo. Xong rồi mọi người, bây giờ sắp sửa 7 giờ rồi ha. 7 giờ cũng đúng giờ tốt để lên nail mọi người. Phong tục lên nail thì Việt Nam chắc ai cũng có ha. Đây, đây là cây nail về ngoài Tết nha mọi người. Một tí kéo cờ lên là sẽ hoàn thành ha. Lên nail cũng đã xong ha, lấy kề để được dựng lên rồi nha mọi người. Đây là đồ để đặt cổ lên chỗ nail nha mọi người. Thì lên nail xong thì bây giờ sẽ chuẩn bị quả kem vào nail ha. Sẽ dâng lên những món đồ để dâng lên sớm cuối cùng của cho ông bà. Xong rồi nha mọi người, bây giờ chờ chè của Tiên cúng xong là mình cùng ăn ha. Rồi. Thì năm nào cũng vậy, chắc có lẽ ai cũng vậy nha mọi người. Lên nêu thì sẽ quả cơm vèo nêu và cúng về ăn như cơm buổi vậy ha mọi người. Đây nha mọi người, giờ xong mời mọi người cùng thưởng thức ha. Đây nha mọi người, đây là bò ha. Giờ bây giờ Tiên với Nhất Lập sẽ đi tìm những cái lá dứa để gói bánh chưng bánh tét ngày Tết cho mọi người. Thì nhà Tiên thì cổ truyền từ đó tới giờ bắt buộc phải gói để cho có không khí Tết ha. Đây là những cái lá dứa dại sẽ lấy để gói bánh tét ha. Lá này sẽ dễ gói hơn nha mọi người. Đây, nó có ra rất là ghê. Đây, Nhất Lập sẽ kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Là quy trình Tiên sẽ vọt để hoàn thành một cái lá để gói bánh tét ha. Thì trước tiên thì Tiên sẽ gọt những cái quai ra. Phải gọt càng ít thì càng tốt nha mọi người. Bởi vì phải mô sâu thì cái lá nó không có được to ha. Nó sẽ không có gói bánh được nha mọi người. Đây, gọt đúng những cái gai thì càng tốt luôn. Đây là quy trình Tiên để hoàn thành xong một cái vỏ bánh tét nha. Ok rồi, Tiên ngược cùng
cũng đã ngọt xong những cái lé ha. Đây, đây là thành quế để gọt tre những cái gai cho khỏi bị đâm rồi. Giờ Tiên về để đem về gói bánh tét để cúng 30 Tết ha. Đi thôi mọi người. Đây. Rồi giặt lé về rồi, giờ Tiên sẽ rửa lé cho nó sạch sẽ để gói cho nó cho khỏi bị dơ ha mọi người. Đây mọi người, thế sẽ được rửa như thế này cho nó sạch về để gói bánh tét ha. Thì bây giờ sẽ là quy trình gói bánh tét để cúng đêm 30 đêm giao thừa cúng cho ông bà ha. Đây gia đình nhà Tiên đang có xúm xít để gói bánh tét nha mọi người. Trước tiên Tiên sẽ làm một cái khuôn để đổ nhân vào. Đây xong nha mọi người, hiện tại thì khuôn đã hoàn thành ha. Bây giờ sẽ bỏ nhân vào bên trong. Rồi xong thì sẽ cơ bản thì nó đã hoàn thành rồi ha, chỉ còn việc vắng này nó sẽ xong ha. Đây cái đòn nó hoàn thành nó như thế này, đây phải vắng kín như thế này để nước cho nó khỏi vô ha. Rồi thì sẽ đun lên cho nó xong. Đây nha mọi người, hiện tại thì bánh tét đã bị được gói xong ha. Đây. Giờ chỉ còn sắp vào lò để luộc thôi. Hôm nay nhà Tiên sẽ luộc một nồi này. Đây. Đây là bánh tét mùa Covid nha mọi người. Bánh tét mùa Covid nha mọi người. Rất là nhỏ luôn ha. Đây sẽ bỏ vào để hầm. Đây giờ sẽ bỏ bánh tét vào để hầm nha mọi người. Để hoàn thành ha. Bây giờ sẽ chờ cho nó chín về vớt dây ha. Thì quy trình nấu bánh tét bánh chưng là rồi nha mọi người. Bây giờ Tiên sẽ sắp nước vào trong tủ để cho sáng ngày mai sẽ đãi khách nha mọi người. Sáng mùng 1 để đãi khách ha. Tiên sẽ sắp vào cho nó lạnh trước để mai khách tới thì mình cứ lấy thì đãi thôi nha mọi người. Ở lần này Tiên đã sắp một mớ rồi. Rồi sắp dưới này nữa. Đây, bây giờ tới lượt sắp nước ngọt nha mọi người. Có bia phải có nước ngọt ha. Thì ngày Tết thì đàn ông thì uống bia, đàn bà thì sẽ uống nước ngọt. Rồi thì sẽ sắp nước ngọt vào trong tủ. Đây, một bên bia, một bên nước. Sữa thì cho trẻ uống ha. Bây giờ Tiên sẽ dùng làm một vẻ đầu đen để
cho nó mới mẻ ha mọi người. Đây là cái thuốc nhuộm đen ha. Giờ tiên sẽ pha về nhuộm. Xong nha mọi người, đây là thuốc tiên để quậy xong ha. Giờ tiên sẽ nhuộm cho chính bản thân của tiên luôn nha, không nhuộm giùm đâu. Cảm ơn. Xong nha mọi người. Hiện tại tiên đã nhuộm xong ha. Chờ tầm khoảng 15 phút để cho cái đầu tóc nó đen vượt lên thì tiên sẽ về gọi ha. Quyết định rồi. Nhuộm cũng đã hoàn thành cho mọi người. Ok. Giờ Tiên sẽ đi lên chỗ cái nhóm của Tiên chơi để bàn bạc về đêm 30 chơi giao thừa như thế nào ha. Hiện tại Tiên đã lên tới cái chỗ mà nhóm của Tiên sẽ tổ chức để đón giao thừa bước lên năm mới ha. Đây là cái chỗ mà anh em Tiên chơi từ đó tới giờ sẽ tổ chức chợ này. Thì có mấy cái bạn kia sẽ đi mua mồi để chuẩn bị cho đêm nay rồi. Thì Tiên bận không có làm được ha. Các quy trình để mà làm đón giao thừa này thì phải làm rất là công phu ha. Nói chung thì chỗ này nó có cái chỗ sẵn rồi, mình cũng khỏi lợp nhau một tí. Tiên sẽ quay những cái tốt thanh niên khác phải sẵn bằng để đón giao thừa cho một năm mới ha. Thì một top sẽ chơi một chỗ riêng về đi giao lưu nha mọi người. Thì video này là quá trình một ngày Tiên sinh hoạt, thì Tiên lên để họp mặt với các anh em về bàn về là mua cái gì, về còn những cái thứ gì để cho mình đón giao thừa ha. Đây thì nói thiệt với mọi người luôn, Tiên chơi là cái tiêu đề là ngẫu hứng nha mọi người. Đây là các bạn chữ ha. Nói chung thì cái nhóm nào cũng sẽ có cái bảng chữ này. Nhóm của Tiên thì bảng chữ nhóm ngẫu hứng về trang trí những cái đèn đây. Những có những bạn trong nhóm Tiên sẽ đi làm trái cây, làm mồi để cho chuẩn bị đêm nay, còn những bạn nào sẽ lên trang trí những cái phần còn lại cho nó hoàn chỉnh về ok ha. Thì chỗ này là chỗ nhóm của Tiên chơi. Thì không có cái chỗ vách thì phải dừng bông như thế này để cho nó ấm nha mọi người. Nói chung thì tối nay thì sẽ linh đình cái chỗ này luôn nha mọi người. Hiện tại thì vẫn chuẩn bị để chuẩn bị mồi về đồ ha, chưa có lên đèn để lên rồi. Nhóm nào cũng phải có le để cho có nhóm này là nhóm thế thôi nha mọi người. Ở xóm của Tiên thì có tầm khoảng 8 nhóm ha. Nhưng mà ở chỗ này chơi 4 nhóm ha. Đây nhóm thế thôi. Đấy mọi người. Đây nhóm này trang trí bên trong cũng thế là ok ha. Đây Tiên sẽ vô quay một vòng. Đây nha mọi người. Em nói chung thì thanh niên ở Tiên thì ai cũng phải làm cái chỗ để đón giao thừa. Đây mọi người, vì tình hình dịch Covid thì nhóm này để chuẩn bị những cái đồ này để cho mọi người cảnh báo ha. Đây có kẻ khẩu trang về xịt rửa tay nha mọi người. Làm những cái thứ này để bảo vệ vì Covid nha. Nói chung thì cũng khá là ok ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Tiên ha. Mọi người nếu cảm thấy thì nhớ like và chia sẻ. Thì hiện tại video của Tiên sẽ kết thúc đây. Một ngày của Tiên là nói như vậy đó mọi người. Bây giờ Tiên sẽ về để tắm rửa, về chuẩn bị đón giao thừa cùng với anh em ha. Về tập sau Tiên sẽ quay chi tiết khoảng khách ở ngoài đảo Tiên người ta đón giao thừa là như thế nào ha. Thì Tiên xin chúc tất cả mọi người sang năm mới bình an, mạnh khỏe và làm ăn phát tài, tấn lộc tấn bình an, về may mắn trong cuộc sống nha mọi người. Thì hiện tại video của Tiên sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn mọi người vào video tiếp theo nha. Bye bye.